bạn học vô. Sao? Ngon lắm. Ăn là còn nhịn luôn. Quá dai. Thử miếng coi mùi vị sao. Con ăn đi. Chén nước mắm vô cái, để chén nước tương vô cái là vừa ăn luôn rồi đó. Con lấy cái chén rồi cuối cho bà ăn. Bà ơi, bà không ăn là hết phần nè. Nãy sập xào miếng với nấm đông cô, xào miếng rồi đó ngon. Con Bi nó một phái, mẹ nó đâu có làm đâu. Ủa chứ không có bán miếng hả mày? Hả? Chứ không có miếng luôn. Nghe nói mì xào ngon hả? Sơ là vớt lên liền à, thì đụng lâu quá nó mềm, mềm mì nó không có dai không có ngon. Chọn quá tỏi luôn. Đây nè, em cái đây nè bà, cho bà bỏ ra. Có mỡ tỏi chưa con? Có rồi, con bỏ mỡ tỏi với miếng dầu chọn vô cho nó mềm. Chọn miếng mỡ tỏi vô. Chọn miếng mỡ tỏi với dầu. Tỏi, cho tỏi vào. Cho phép vào. Chốt chia tiền. Em cầm quê này là tiền. Nhưng con thiên nhiên á. Nếu trên Sài Gòn là con nuôi thôi mẹ. Nghe nhìn hả Đông à? Dạ Đông.
mời các bạn ăn mì gói xào tôm, xào hẹ, hẹ bông. Hẹ bông.